Lời Chúa, Chúa đã dùng ánh sáng vinh quang của Đức Kitô sống lại, làm cho đêm thăng rực rỡ này. Xin cử thanh thần đến đổi mới và làm cho chúng con thêm lòng hiếu thảo để phục vụ Chúa tận tình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, người là Thiên Chúa và là Con Chúa, người hằng sống và thiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
đáng hầu cận chúng con ngay và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ này, một Thánh Chúa đang lan rộng khắp toàn cầu. Để khi ba lời thánh trong tuyên bố cùng Đức Giáo Hoàng Francesco, vị giám mục Tây Ban Nha cùng các giám mục phụ tá của giáo phận chúng con, cùng toàn thể các tu sĩ nam nữ và những ai đang phục vụ chân Chúa. Xin Chúa, cùng nhớ đến những anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại. Và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc chúng con đã hy sinh trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy đều bao bừng ánh sáng của nhà Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng được sự sống đời đời cùng với Thiên Nhiên Maria, mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, thánh Phêrô, các thánh tử đạo, thánh Cecilia và toàn thể các thánh, những vị đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiện